Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng Vion từ ngày 24 tháng 3. Chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi dưới đài truyền hình Việt Nam thực hiện rất là yêu thương chương trình, đó chính là quý vị, và luôn theo dõi chương trình, đó cũng chính là quý vị, và mang lại nhiều giá trị giúp cho chương trình tồn tại, đó cũng chính là quý vị. Và ngày nay thưa quý vị, chúng tôi sẽ không làm quý vị phải chờ đợi lâu cũng như là buồn phiền nữa. Chúng tôi sẽ làm cho quý vị nở nụ cười liên tục với những nhân vật sẽ xuất hiện buổi tối ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới quý vị ngay bây giờ một nhân vật với những bài hit, với những câu nói dễ thương, phong cách gần gũi, Hồ Phi Nan. Đây là một người con của miền Tây với những bài hát dễ thương, hõm rài. Có bài gì đó mới không? Đang có. Có, nhưng mà mình đang giữ, đừng có tiết lộ sớm nha. Đúng không? Đúng rồi. Mình có quay MV không? Có, sắp quay nên cũng không có dám hát bây giờ. Buồn hay vui? Vui, bài này là bài vui. Có ung dung trên trời nữa không? Không, nó cũng dạng dạng vậy. Dạng dạng vậy, nó cũng vui vui vậy, chứ không có gian dở nữa đúng không? Không, không có buồn nữa. Đây là một màu sắc vui vẻ và gần gũi. Thì sau đây chúng ta sẽ gặp một màu sắc cũng rất là trẻ trung mà cũng da diết lắm, cũng dễ thương lắm, và đi hát ở các sân khấu được nhiều người yêu mến lắm. Phạm Đình Thái Ngân. Lời tiên cho Phạm Đình Thái Ngân gửi lời chào đến anh Trường Giang, bạn Nan và cũng như tất cả quý vị khán giả trong trường quay, và đặc biệt là tất cả quý vị xem chương trình Lạ Lắm À Nha. Mình tên là Phạm Đình Thái Ngân. Dạ. Với những bài buồn da diết. Dạ. Không, em hát vui lắm anh. Đâu thử câu vui đi. Thôi để xíu hát, xíu hát nhạc bài vui lắm. Thì hát bài khác, dùm hát bài khác, xíu hát bài khác. Nhưng mà bài vui của em nó, em nghĩ là nó cũng không vui lắm à. Ủa gì kỳ vậy? Không, nhưng mà lúc em hát em thấy vui lắm. Nhưng mà hình như cái bài nó không được vui nhưng mà em hát em vui. Bài nó không được vui nhưng mà em hát em vui. Ý là không biết mọi người không có lý mà. Dạ đúng rồi, ý là mình hát mình vui là được rồi. Dạ đúng rồi, em sẽ Văn ơi, đó vậy đó. Hai đứa có tỉnh táo không? Có thật sự là hiểu chương trình đang muốn gì không? Không sao cả, thưa quý vị, chúng tôi đã mời một cô gái đẹp tới đây rồi để cho nó cân bằng lại cuộc sống. Đã. Chúng ta vỗ tay cho bạn trẻ La La Trần. Em gái hãy giới thiệu đi nào. Dạ, em chào anh Trường Giang, chào tất cả mọi người đang ở trong trường quay, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Lạ Lắm À Nha. Em xin tự giới thiệu, em là La La Trần. Là gì nữa anh? Thì ý là em mà được nhiều người yêu thương qua ca khúc nào? Dạ, cũng khá nhiều ca khúc, nhưng mà ca khúc gần đây nhất là ca khúc Anh Yêu Vội Thế. Có phải cái bài và anh yêu vội thế anh na 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 na. Anh có thể hát đúng được không? Anh có thể hát đúng được không? Anh cũng không thuộc lời lắm. Không, em đùa thôi, là vì em quăng miếng cho anh thôi. Thích mọi người lắm, em thích anh lắm. Em thích anh lắm. Dạ. Cũng cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì sao có tên là La La Trần? Em ở nhà tên La, còn họ là họ Trần ạ. Cuối cùng mình lấy là La La Trần. Dạ, mẹ em nói là ngày xưa khóc dữ lắm nên là đặt tên này luôn. Giờ hết khóc rồi. Chuyện qua hét. Bây giờ chúng ta sẽ có luật chơi là chúng ta hát xong ca và không biết người bên kia là ai, tìm được danh tính của họ, nếu chính xác mang về vương miện có lợi thế ở cuối chương trình. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà dĩ nhiên thì cũng khó để tìm được danh tính, chứ không phải dễ đâu. Ai sẽ là người hát đầu tiên? Tất nhiên là nữ rồi. Tất nhiên là nữ rồi. Rồi. Dạ không ạ, mình hãy nhường cho con gái đi ạ. Con gái cần được hát trước. Tịnh tâm, ngồi dưới đó và được học hỏi kinh nghiệm, đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Thưa quý vị, người hát đầu tiên đó chính là Hồ Phi Nan. Yeah. Ai
ai mà bán chè xong thành chủ tịch chương trình cho em một người nữ luôn. Nè em nói em nghe nhạc đàn ông không, em có nghe nhạc của anh không? Chết chưa, cái này khó nha. Hay quá. Anh ung dung trên đời, đắng mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắm thơ. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Thưa quý vị thân mến, Hồ Phi Nan sẽ là ca sĩ trình bày đầu tiên. Bài hát được chọn là Rồi Tới Luôn. Rồi Tới Luôn. Đây là bản hit rất lớn trong năm vừa qua của Hồ Phi Nan và được rất là nhiều người yêu thích và yêu thương, thậm chí là thuộc từng câu, từng chữ luôn. Lợi thế cho em, em đã biết từng vị trí nốt nhạc rồi, thì bên kia chỉ cần lên xuống như thế nào là mình có thể đoán được họ. Khó lắm, em cảm nhận khó lắm chứ không dễ đâu. Em thấy mặt bạn lo lắm anh. Đi hát cũng rất là nhiều rồi, gặp gỡ rất là nhiều nghệ sĩ rồi, nghe rất là nhiều nhạc rồi. Nhưng mà lỡ họ giấu rồi, họ biến cái giọng khác rồi, em đâu có biết được. Giấu là cái cách hát thôi, chứ còn cái giọng mình sao giấu. Cái giọng mình là như thế, nó sẽ như thế. Không sao, có ban cố vấn ở đây, em yên tâm, tụi anh sẽ... Hãy tin em. Em đã nói rồi, em không tin anh nữa. Hãy tin em. Nam á thì em có cái xác sức đón được nha. Nếu nữ thì sao? Thua luôn hả? Thua luôn. Đừng có như vậy. Cuộc sống mình là phải có niềm tin. Dù mình có thua nhưng mà phải đối diện với nó. Đúng. Chắc chắn sẽ thua. Chắc chắn sẽ thua. Đừng lo gì cả, mình cứ nghĩ là thua đi, rồi mình cố gắng, mình sẽ thắng. Anh ủng hộ an ủi, em tin em không? Hồ Phi Nan, I always will say you. Yeah, yeah. Ok, chơi đi. Chưa? Chơi. Rồi, thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ có một clip nói về nhân vật bí ẩn đầu tiên. Và dĩ nhiên Hồ Phi Nan sẽ không được phép biết tất cả, được tường thuật lại bởi hai người bên dưới. Sẵn sàng chưa? Mời clip về nhân vật bí ẩn đầu tiên. Có một cô gái mặc áo bà ba, bắt khoan gánh lên, đi tới bà ruộng ngồi nhìn, sau đó lấy cái cặp mắt kiến ra đeo. Đúng. Cười hí hai hướng đậu xanh, bưởi, đậu nành, đậu giá, nói chung là bún bán. Nói chung bán thập cẩm luôn. Rồi cô gái búng tay một cái lên thành CEO luôn. Quá dữ luôn, giống như là gái quê lên Sài Gòn á. Sao giống bán áo thun trên nửa vòng trái đất vậy ta? Cái đúng không? Cái dữ liệu cuối cùng quan trọng lắm. Nó có cái áo màu đen. Cái gì đó màu đỏ. Đỏ đen thì em nghĩ tới cái gì? Cái gì đó màu đỏ hả? Cái giống như cái nửa cái bản đồ mà nửa cái trái đất phải không anh? Nó màu đỏ, trong cái áo thun màu đen. Nhưng mà cái đầu tiên là mặc áo ba, đằng sau lúa nhiều lắm. Lúa xong rồi cái bán thì gì giống đó? Như dưới quê vậy đó. Bán ở dưới quê đang bán hàng thập cẩm. Đúng. Đúng rồi. Bán chè, cái đó là chè đó. Chè. Miền Tây có thể là gần Nam không chừng. Ai mà bán chè xong thành chủ tịch? Bán chè mà thành chủ tịch. Bán chè xong thành chủ CEO tịch. CEO mà. Đó. Khó quá. Anh cũng bó tay rồi đó. Chắc là hát sẽ đón giọng được. Chắc không? Không. Hồi nãy tại nữ, nếu mà nữ là đúng rồi. Thua rồi. Nãy em nói là em chỉ rành nam thôi, nhưng mà chương trình cho em một người nữ luôn. Nữ là chắc thua rồi. Đừng lo, bởi vì những người hát ở bên kia bức tường luôn là những người rất nổi tiếng. Em tin anh. Chơi. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi. Thưa quý vị, chúng ta vỗ tay cho nhân vật bí ẩn đầu tiên xuất hiện. Trời ơi. Lấy đi mấy. Một người cô gái. Một người cô gái là sao? Một người con gái hoặc một người con gái. Em muốn hỏi gì? Mọi người cũng chưa thấy mặt đúng không? Đúng vậy. Chưa. Đang đứng chưa ngay sao này mà nè. La dữ vậy? La cho có không khí. Tính đâu quen chưa? Nhưng mà đón được ai không? Cô gái đang đứng làm gì nè? Lắc vậy nè. Đúng. Chống nạnh một bên. Ừ. Đó, đứng lắc lại. Cao không? Ngang em. Không, cái thấp ngang hơn á, nhờ cái nón á. Không chịu kìa. Người ta không okay, có chịu. Okay, cao lắm á, mét 8 lận á. Mét 8 lận á. Thôi tôi không tin ai. Em phải tin anh. Ủa, tự nhiên không tin cái hỏi. Đúng, em phải không tin anh. Không tin mà hỏi. Thôi hát đi. Hát. Phải hát thôi. Ủa, không nói chuyện nữa hả? Không nói chuyện nữa, em tức dữ lắm rồi. Cái bà này, em tức bà lắm. Không hỗ trợ được gì hả? À, không có đưa những cái gì mà cụ thể cho mình. Nó vô nghĩa lắm. Vô nghĩa lắm. Thật sự những cái ý. Nàng nói là ngồi đây vô nghĩa lắm. Mang cô vấn quá vô hỏi nghĩa. Mà làm em rối thêm không à? Anh nghĩ là phải nhờ âm nhạc thôi. Đúng. Sẵn sàng chưa? Ok. Âm nhạc lần đầu tiên bắt đầu. Oh!
dung trên đời, đặt mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa lấy. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai. Em ơi em ở đâu, anh mang trầu cau qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thật khó rau muống. Yêu thương lắm mênh mông, vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây ta lại nói thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng này nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghiêng. Quen lắm luôn á. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau. Hey. Hey. Quá dễ luôn. Tôi mà chơi là tôi đoán luôn bây giờ, khỏi hát khỏi hỏi gì nữa. Quá dễ. Đúng. Em mà không đoán được là giờ đủ thứ đầu em. Đủ thứ đầu. Em nghĩ cái theo gì như, em nói theo nghe. Anh nghĩ là ai? Cái tên đầu tiên hiện thôi, ra. Thôi cô đừng có hỏi. Cô có biết không mà cô hỏi. Trời. Bạn em gần như nhà từ đầu em luôn. Như từ đầu em nói là nữ em thua luôn. Cái vocal nữ đó đối với cái lỗ tai của em ai cũng nó tại em không có nghe nhiều nữ á. Em nghe nhạc đàn ông không hả? Ừ, em nghe nhạc đàn ông hả? Nói em nghe nhạc đàn ông không, em có nghe nhạc của anh không? Chết cái này khó nha. Giờ cho phép em dở cái mic lên rồi em buông xuống được không? Em không biết nói gì về cái câu hỏi của anh nha. Tức là không nghe nhạc mà mình thấy ngân luôn. Em không nghe nhạc. Em không nghe nhạc. Em không nghe nhạc luôn, bây giờ là nó không nghe. Bây giờ không nghe nhạc. Em không nghe nhạc của anh rồi, sao em về bây giờ? Vậy mình làm nhạc bằng cách nào? Mình làm nhạc bằng cái nhạc của cảm đồng mình thôi. Còn nhạc của thế giới xung quanh là mình cái người thích mình nghe. Không thích Thái Ngân. Không phải đâu. Tại vì chưa có tiếp xúc á. Không có thể là mình anh em mình chưa có tiếp xúc với nhau á. Nãy anh thấy trong đó em thân với anh lắm. Em bắt đầu bắt thân mà. Tại em biết nó sẽ có cái cảnh này. Thân tới khúc này thôi à. Thân dữ lắm rồi đó. Yes. Tất cả chỉ là xã giao thôi. Yes. Dù ghét em cũng cho em một gì đó tí tí đi. Em biết gì không? Thật lòng em biết gì không? Em biết gì không? Em cũng đoán được thôi. Nhưng mà tất cả chỉ là phán đoán thôi. Tại vì nếu như em đoán đúng thì là do em nghe nhạc bạn này rất là nhiều. Wow, đoán thử nghe chơi. Mình bây giờ mình chưa cần đoán tên đâu. Mình chỉ đoán về phong cách âm nhạc và thể loại âm nhạc. Nhạc thiên về miền Tây giống bạn này. Cái giọng thì em cũng nghe là có miền Tây. Mà cái giọng này là trẻ. Cái phát âm với chính tả là biết liền à. Đúng rồi. Cái giọng trẻ. Không phải lớn. Không phải người lớn. Đúng rồi. Chắc chị Cẩm Ly á. Không phải Cẩm Ly đâu. Cẩm Ly liếng lái ok. Sao nói giọng con gái là thua mà khẳng định không phải gì Cẩm Ly luôn. Phải. Mà sao? Tại hồi nhỏ nghe Cẩm Ly cũng nhiều. Nghe Cẩm Ly bài gì? Tủ mộng xứ đông nữa. Phố hoa nè. Phố hoa hát sao? Nhỏ em hay nghe đó. Ừ. Em sẽ là người ra đi hát sao? Hát sao? Hát sao? Không nhớ đâu mọi người. Em ơi, hình như em không nghe nhạc ai hết á. Ừ. Bé này thì không có vốn kiến thức âm nhạc. Em về thế giới xung quanh ít lắm, thiệt. Em chỉ nghe đúng nhạc của em thôi đó. Ngầm khi em không nghe nó bắt em còn cái đầu đó mà. Người nhà bắt là em kêu tắt luôn, em không nghe. Ngộ ha, ca này ca khó nè. Thôi bây giờ về, chúng ta sẽ chờ đợi giây phút. Nhân vật bí ẩn số 1 mở mặt nạ. Phán đoán của La La Trần có chính xác hay là không? Và nhân vật này sẽ gây khó khăn như thế nào cho Hồ Vĩ Anh? Mời lộ mặt. Trời ơi, thấm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông, vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên Annyeonghaseyo. Rất quen nha. Hỏi đi anh, quen lắm. Bạn ơi. Biết chưa. Mới vô là cho mình dữ liệu liền. Mình gom lại liền. Rồi bây giờ hỏi nè. Ủa mình ở miền Tây phải không bạn?
Bình Chánh. Ghê không? Biết không? Chơi địa chỉ luôn ta. Ghê. Vậy mà đoán không được nữa là rồi luôn đó. Gan quá, gan quá. À, mình có cái bài hit nào dạo gần đây không bạn? Dạo này mình không có hit. Dạo này mình không có hit. Mình chỉ hot thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Suy nghĩ về nội dung clip và hỏi người ấy. Thì nãy là bán chè đó. Thấy là bán chè đúng không? Bây giờ mình bỏ cái bán chè mà mình hỏi cái khác. Không đi. Phải cái đó nó quan trọng, nếu nó không quan trọng không, không để mình hỏi từ cái khúc mà lên làm CEO á, xong rồi chuyển qua cái áo thun màu đen đó. Từ khi làm CEO là chỉ có bán xôi rồi. À. Không còn chè nữa. Là mình hát cái bài mấy cái bài nhạc là có nội dung về miền Tây đúng không bạn? Dạo này có hay có nhạc miền Tây mà cưới em không, cưới nhau không gì đó. Ừ đúng rồi. Có hát nhạc cưới không bạn? Mình có luôn. Nhưng mà nam không nghe nhạc của nữ. Mà nam không nghe nữ này là nam kiểu sớm lắm đó. Trời ơi. Nhưng mà anh công nhận là thiếu sót thật sự. Mình có gia đình chưa? Không, cái này quan trọng lắm nha. Đúng, quan trọng. Cái câu quan trọng em lắm. Em hỏi câu rất là thông minh luôn anh. Thì cái câu này thì gặp anh trả lời chết liền. Mình đã nhiều lần bị đồn nhưng mà mình chưa có gia đình. Không, cái này không thật đâu. Đúng rồi. Người ta đồn là đồn bồ với ai đồn có gia đình. Tại cái câu trả lời hơi dài dòng không thật. Hay quá anh ơi. Em nói vậy. Em thì xuất sắc. Em không tin ai chứ mà cuộc đời. Trời, tại anh nó nói có mấy câu trong hậu trường mà bây giờ em không tin ai hết luôn hả? Cuộc đời em không tin ai hả? Tin ai hết. Vậy thôi mình về chứ. Em còn không tin em mà giờ em đoán mà em chưa dám nói nữa nè. Phải không? Em có đáp án rồi đó. Ghê. Trong em suy nghĩ là giờ là có rồi đó. Tại miền Tây nhiều lắm. Cái giọng á thì là không có biết được nha. Nhưng mà nếu mà đoán thì cũng có mấy bạn nữ. Cho cái tên nào? Ừ, đoán thử đi. Úc Nhị nè. Ai nữa? Kể thêm thì mình tự rối loạn mình thôi. Giờ mình chắc chốt. Chắc chưa? Chưa từ từ. Chưa, cho em hỏi con nữa đi. Ok. Hiện giờ là mình làm CEO của cái công ty gì á bạn? Đúng rồi. Mình nói cái này là lộ hết. Nhưng mà mình là chủ tịch chứ mình không phải là CEO. Sorry nha. Chứ nãy mình nói với rồi là nữ là mình không có biết ai đâu. Chốt đi. Chốt luôn. Chốt. Út Nhị. Út Nhị. Xin mời phần âm nhạc còn lại. Em có muốn đi về làm dâu, đừng có bắt anh phải buồn rầu. Sập sình ngàn đông đưa, anh chưa có hứa cho em nhiều đâu. Người đang cần tình yêu này, ta cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đã ngày mùng hai có ai vô. Em ơi em ở đâu, anh mang trầu cắn qua anh rất dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, quá xa to thật khó rau muống. Thấm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa, ngày mình bên nhau. Ấy năm trôi nhợt nhạt đôi môi, giờ thì đậm màu tình lên ngôi. Dây thơ hồng lại nối thành đôi, anh thấy vui khi gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế, trên dưới phù thế hai đứa về bên.
Giỡn quá. Tệ quá. Tệ thiệt. Xin công tử hay tránh xa ra. Xua đuổi em đúng luôn á. Không nghĩ tới nổi. Hồ Viên Anh không thể nhận ra được giọng hát của Phương Mỹ Chi. Tức là không có một cái dữ liệu nào, hay là mình không thể nào nghĩ ra đó là Phương Mỹ Chi hay là bất cứ một ai đó. Chỉ là Út Nhị. Không, tại vì bạn bè của em ít lắm. Em nói nghe nè, đây là chương trình này chơi để tìm giọng hát, phải tìm ra bạn. Cái kiến thức về người nghệ sĩ cũng ít luôn. Hiểu giọng của Phương Mỹ Chi không? Biết mà, biết mấy cái bài Bolero kìa. Bé giờ nó hát cái bài này sao mà mình Bolero là em mới hát gần đây thôi, còn hồi xưa là em hát nhạc miền Tây đó. Áo mới Cà Mau là cái hin cuối cùng đó. Nhớ cái bản đồ với cái áo không? À. Trời ơi, đúng biết rồi. Không nhớ nổi thật sự. Không, cái tâm lý của anh Nam là vô đây phải là bạn của anh Nam thì anh mới biết. Không, cái người quen quen á, giống như là bạn mỗi trước phải mời cái người em quen quen để em biết. Vậy thì em nói cho bây giờ trước biết để mùa sau mời người thân nhà đình mình hát luôn. Em cũng định vậy đó. Cho nó dễ chút là nó áp lực chết. Áp lực chết. Xin lỗi mạnh vô. Xin lỗi nha. Bé chưa chưa. Bé chưa chưa. Phương Mỹ Chi á là phải nãy mà liên liên chút là được rồi. Liên hay lắm. Liên là bé hát nhạc của bé, còn hát bài này là hát nhạc của em. Để không, em không biết mà liên chi. Thì đó, hồi nãy là gán cứu anh chút cũng được. Bây giờ là nhận ra đây là Phương Mỹ Chi chưa? Ra rồi. Hát một bài hát gì Phương Mỹ Chi đã từng hát mà nhiều người biết coi. Không còn con sông, yeah. Nước dân tràn lên bãi bờ. Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi. Chập chờn mấy trăm ngôi lân, giữa ngón triều dân. Những đàn gà con hả? Đúng rồi, đúng rồi. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Ôi, thuộc một đoạn luôn, quá hay. Hai lỗi. Dạ, hết giận tiền, hết giận. Thương nha. Đó, ý là miền Tây nó là thương nha. Bây giờ anh hỏi qua đây, anh hỏi nhỏ cái. Xin mời, lên phép mọi người hỏi riêng ấy. Hôm rày á, mình có bị áp lực gì về gia đình không? Hay là cuộc sống có bị gì đó đè nén, hay là mình phải đang chống chọi với một cái gì đó mà ngoài tầm tay của mình không? Không, nó không có tiêu cực tới vậy đâu. Con gái là gia đình không cho mình nghe nhạc con gái rồi đúng không? Không có ai mà bắt ép em được hết. Chỉ có bản thân em không ép bản thân em được thôi. Em thích ngủ lắm. Anh đâu hỏi tới cái sinh lý giấc ngủ. lý do là tại sao không nghe nhạc á? Là rảnh là đi ngủ chứ không phải rảnh nghe nhạc. Đúng rồi, rảnh mình đi ngủ. Rảnh mình làm nhạc chứ không nghe nhạc. Rảnh là làm nhạc mà bí cái melody, bí là rất là ngủ. Ngủ lẫn lòi ra cái melody. Đó. Hay ta, hồi nãy em nói sớm. Cái lúc mình nhận đó không rảnh, anh Giang cho em ngủ, anh dắt vô ngủ rồi. Đó là những cái thủ thuật của em mà sao mà nói được. Thủ thuật. Cái thủ thuật. Vỗ tay cho Hồ Viên Anh và Phương Mỹ Chi. Như vậy là cặp đầu tiên đã hoàn thành rất là dễ thương và vui vẻ. Tiếp tục, nhân vật số 2 sẽ bước lên để trình diễn là ai? Hai bạn, ai sẽ người lựa chọn tiếp theo? Ai ạ? Là Trần, vỗ tay đồng nhiên. Đồng Nai xong có cái miệng, sao anh nghĩ tới anh Lê Dương Bảo Lâm quá? Ờ, đúng rồi, ơi. Ủa sao nghe giảm 10kg tự nhiên em liên tưởng tới một người? Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim em. Là Lâm A Nhâm. Là Lâm A Nhâm. Là Lâm A Nhâm. Thưa quý vị thân mến, đây là La La Trần. Người sẽ hát tiếp theo. Bài hát được chọn là bài hát mang tên là ca khúc Anh Yêu Vội Thế. Anh Yêu Vội Thế. Vừa rồi với hiện tượng không nhận diện được giọng hát Phương Mỹ Chi của Phương Anh thì em thấy cuộc sống của mình giờ này như thế nào? Em cảm thấy khá là vui. À, hơi buồn cho Phương Anh thôi, nhưng mà cảm thấy cũng vui. Chị ơi, hồi nãy là anh Nam cũng vui nhưng mà cũng đoán không ra đó. Em cảm thấy bắt đầu lo lắng cho phần trên đó và lo lắng cho những cái gì sắp xảy ra với em. Theo anh nghĩ nha. Cái gì vậy anh? Không đoán được đâu. Anh phải cho em một chút xíu hy vọng niềm tin chứ. Tại vì anh nhìn được cái năng lượng xung quanh anh.
cái hào quang á ha. Em nói gì về nhân vật này, đoán được hay không? Em thua rồi, em đâu có tiếng nói nữa. Không, em vẫn được nói. Em được nói, em vẫn được nói. Em tính trò này em thua là em không được nói chứ. Sao rồi, em cho anh nói mà. Ok, bỏ được nói chuyện. Em nghĩ là cổ sẽ vượt qua được cái thử thách này không? Chắc chắn là được. Và đoán được nhân vật bây giờ bên kia. Đúng rồi, nhờ sự trợ giúp của em. Thôi vậy nè, hồi nãy mình đoán ra là bạn Phương Mỹ Chi, nên là bây giờ Chi ơi, đây chị tên em ở đây. Ok. Sao em yêu dội thế? À, cho hỏi là Thái Ngân còn ở đây không ạ? Dạ còn, em còn. Nhưng mà ông có giúp không? Ý là hồi nãy anh giúp em quá chừng luôn, em nói như vậy. Anh là anh lừa dối em. Tại không? Bản thân em thôi. Không, em không trách được. Chắc cái nào em cũng trách anh chứ. Chưa gì mà thấy xào xáo quá à. Thưa quý vị, ngay sau đây là clip về nhân vật bí ẩn số 2. Chuẩn bị nha. Nhớ nói nha. Quê hương. Gì? Mặc đầm Noel. Noel. Áp lực cân nặng. Đeo kính nè. Xong nóng quá, nóng quá cởi đồ. Nóng quá cởi hết đồ luôn. Xong đem lên cân lại giảm 10 ký. Đã giảm 10 ký. Giảm ký, mình đã giảm ký rồi. 23 tuổi. Cầu cầu khấn khấn gì đó, thỏi bánh kem hết. 23 tuổi giảm được 10 ký. 23 tuổi giảm được ký. Quê ở Đồng Nai. Mùa đông giá rét. Đón ra luôn được phải không? 23 tuổi. Đây, em tóm tắt lại cho chị. Đầu tiên là có chữ quê hương. Nhưng mà không có chùm khế nhọt nha. Chưa từ từ. Chưa có chùm khế nhưng mà có con nai. Sao Đồng Nai xong có cái miệng, sao anh nghĩ tới anh Lê Dương Bảo Lâm quá. Ôi, Lê Dương Đồng Nai đúng không? Đúng rồi. Ôi, hay đó anh Dương Lâm Đồng Nai. Cái miệng đúng không? Anh đúng là signature của anh, là cái miệng. Nhưng mà anh không có đôi môi. Anh không thể nào 23 tuổi được. Đúng rồi. Thôi, mình có thể bỏ qua Lê Dương Bảo Lâm được không? Mình nói về một... Ủa, có nói con gái hay là con trai không? Gái không? Trời, con gái mà nói Lê Dương Bảo Lâm. Em nói là ở đây chỉ có tin được em thôi. Không, cái cô này là cổ đóng thôi. Chứ xíu nữa anh Dương Lâm Đồng Nai anh ra thiệt. Trời ơi là trời. Giúp bạn đi. Chứ cái gì nữa Đồng Nai. Sao nghe nó hoang mang vậy ta? Trong khung cảnh là mùa đông hả? Noel hả? Đúng rồi, hình như là có xin lỗi, đến chính là Happy Birthday chứ phải là Merry Christmas. Rồi đó. Ok. Sinh nhật quê ở Đồng Nai. Em chắc luôn, em thấy con nai là ghi chữ quê hương mà. Và đây là ca sĩ, hình như là ca sĩ. Bởi vì cuối cùng là đưa một cái miệng lên hát liên tục. Thì có nghĩa là ca sĩ chứ phải là diễn viên. Chứng tỏ là đắt xô. Đi hát nhiều, liên tục. Cái đó là la nghĩ á. Thì em đang nghĩ mà. Ủa sao nghe giảm 10 ký tự nhiên em liên tưởng tới một người. Nói thử không? Miu Lê. Biết đâu được. Ủa chị được đoán mà. Cũng có khả năng. Rồi, không cần phải dự đoán nữa, chúng tôi sẽ mời ra sân khấu ngay lập tức. Mời nhân vật bí ẩn số 2. Một bạn nữ mặc sa rê trắng, trên đầu đội cái tùng. Cái đó phải cái tùng không? Cái nón quai thao. Mọi người ơi, cao. Hỏi thì hỏi. Ủa đi. Chị được hỏi mà. Đúng rồi, hỏi thì hỏi lớn lên. Sao chị cứ mình thích làm kiểu bí ẩn nguy hiểm vậy đó. Cao đúng không? Cao đúng không mọi người? Cao. Thực sự ra với những cái chi tiết trong clip vừa rồi thì khó để em đoán được lắm. Dạ. Chắc phải nhờ đến giọng hát. Dạ. Hát đi ạ. Hát chưa? Âm nhạc xin mời. Chẳng thể nói thứ tha. Người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vỡ nát rồi. Chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần.
đi và sâu tim em. Giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi đời này. Hình dung một người thay đổi. Dạ giọng chị luôn bất ngờ. Người thân cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối ra. Đêm nay vẫn khó biết chọn yêu người sai lầm. Mất đi khác nữa kìa. Yêu anh cùng nói hãy ra vừa quên tên em để thứ tha cho bản thân vui vã cho trái tim em. Trời ơi, sao vậy? Cái phần hai em hết hồn luôn anh. Em tưởng là một trong những anh trên đó kẹo em. Em được hỏi chưa ạ? Khoan, bình tĩnh. Ok. Xin hỏi quý vị, em biết ai rồi đó. Thiệt hay giỡn? Em đến đây, em tới cái chương trình này em rất là gọi là tự tin, có nghĩa là chỉ cần người quen lên đó thở cái em cũng biết là ai rồi. Nghiêm túc. Tên ba âm tiết. Ta. Yeah. Âm ngang. Làm sao mà qua mắt được tôi. Tôi mà chị biết không con? Từ lúc bước ra con nói à. Ta đó chứ à. Thật sự. Thiệt hả? Tại vì giả giọng mới biết. Đó đúng rồi chứ mà hát. Không, Ngân biết thì anh tin chứ còn chi chú chưa tin con biết. Trời ơi vừa ra cái con à là con ta. Sau nãy em quay qua em nói em đâu biết ai đâu. Mấy đứa thường lắm, mấy đứa non dạ lắm. Nào. Em. Chàng trai. Đúng vậy. Hãy nói cho ta biết đây là ai. Em nãy em đoán cái tên rồi, con bé nó sai thì không dám nói lại luôn. À, mình cứ đoán chứ. Nãy em đoán là Hương Tràm. Hương Tràm. Ừ, nó nhỏ thôi. Nó là Hương Tràm. À. Tôi thông báo luôn, Hương Tràm đang ở Mỹ. Đó, bé nó nói rồi, không thể về được, bất khả kháng. Giận cố chấp nói luôn, ra. Em không trả lời nữa. Dĩ nhiên bên dưới có người biết và có người không biết. Bây giờ mời đối thoại trực tiếp. À, hello bạn. Dạ giọng nữa đó. Lại là một cú lừa. Cho mình hỏi là bạn vừa mới đón sinh nhật 2-3 tuổi hả? Nói chung là năm nào em cũng đón sinh nhật hết á. Em thì 4 tuổi. Em lúc nào cũng trẻ cũng đẹp. Lúc nào cũng 18. Anh Giang ơi. Ơi. Em có một cái cảm giác rất là mạnh. Mời nói. Cái bạn này nè, cái phần hát thứ hai mà cái giọng thiệt là dày đó. Đây bật khó bên trong yêu người xa. Cái giọng đó là giọng dày thật luôn đó, không phải giọng giả đâu. Cái giọng giờ chưa ai nói giả hết á. Cái giọng lúc đầu tiên mới là giả. Không, em nói. Ý em nói em là... nghĩ là vậy. Dạ, dạ. Nhưng mà em có một cái tên nào chưa? Cũng có. Có, mời trình bày. Ta đúng không? Ta. Đúng, ta. Sophia đúng không? Ghê không? Ê, ta chưa chắc nha. Thì em đoán vậy, nhưng mà tại vì vậy nè. Cái giọng của Sophia rất là dày và rất là mạnh. Giả giọng mà trong trẻo có thể giả được, chứ còn giả giọng dày khó lắm. Nhưng mà ta chưa chắc đã là âm A luôn nha chị. Ta có thể là Ngô La. Thì Sophie cũng đâu phải âm A đâu. Chẳng một ai quan tâm đâu, nên em chưa rơi lệ. Vừa mới nghe hôm qua luôn. Đây em nói thiệt lòng nè. Theo em quan sát chị Sophia thì chị Sophia có một nước da hơi ngâm. Nhưng mà chị này hơi trắng. Ủa, thấy da, thấy mặt rồi hả? Thấy da. Ta không phải là Sophia mà là Lâm Khánh Chi. Ồ. Oh. Có thể, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thật lòng đi. Ê, với cái style này em nghĩ là cũng... Ê, cái giọng, cái lúc mà giọng dày á. Từ giọng nữ, giọng nam, tông dày. Trời. Mời mở mặt nạ đi anh Giang. Đừng có lừa nha. Có rồi, đồng ý. Mời nhân vật bí ẩn số 2 mở mặt nạ. Mở mặt nạ. Khi nào là Amy không? Để cái này nó che mất miệng em một sự mũi sử á. Thật, chăm chút em bé xí. Đúng hả? Sao vậy Nam? Gì
vậy là hồi nãy anh Phạm Đình thấy Ngân là anh ta là anh sai rồi đó. Ờ, là thấy sai sai có sai rồi. Trong tên nè, đúng là sai. Còn cái này tên này là có dấu nha. Đúng rồi. Cái lúc đầu tiên á, khi mà em nghe cái đoạn 1 đó, biết em nghĩ trong đầu ai không? Chị Khởi My. À. Nhưng mà em nhờ là thôi đi, mớ hú đi, tại vì mới 2-3 tuổi thôi thì chị Khởi My không thể nào 2-3 tuổi được. Cái tên của cái chị này á là ta ta đó. Hả? 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 Ta ta đó. Ta ta à? Đúng rồi. Tôi đứng ngoài luôn. Đúng rồi, chị cứ đọc sao mà nó ta ta đó là nó ra cái tên. Bạn có từng gặp mình không? Nói một câu dằn mặt luôn. Cái mặt này là hằng học rồi đó. Cái mặt này là kiểu giờ này chưa đoán ra đó, hằng học rồi đó. Kiểu là tôi gặp bà rất là nhiều đó. Đúng rồi. Cái mặt giống em hồi nãy á. Cái mặt giống em hồi nãy khi anh Nan không đoán ra. Cái mặt y chang này. Bớt nhắc lại đi chi ơi. Bây giờ mình phải kể ra những cái tên ca sĩ nào có như vậy trước. Đầu là nghĩ là chị Khởi My, sau thì là Sophia. Vì cái khúc sau giống quá, dày, cái giọng dày rất là giống Sophia. Cái nãy là chị nhớ tạch tá rồi không? Ừ. Trong cái tên của chị này có tiếng Anh, có tiếng Việt. Cái người mà chị có thể là thiên biến vạn hóa trong cái giọng là cái gì đó Minzy. Sao em thấy anh càng nói nó càng khó lên vậy ta? Chỉ có ca sĩ nào Minzy. Hòa chị... Minzy. Trời ơi, đó. Biến cố lớn quá. Ủa, Hòa Minzy tại sao lại là ta rá à? Đúng rồi, không có ta rá. Hòa Minzy à? Hòa Minzy à? Hòa Minzy à? Hòa Minzy. Hòa Minzy. À, đúng rồi. À, phương Tây nó hay gọi vậy đúng không? Chú có quen một bác sĩ rất là giỏi. Bác sĩ đang làm về hệ thần kinh tốt lắm. Con này rất là dốc lòng đó chị, em rất là dốc lòng. Hết mình luôn đó. Hết mình luôn đó. Đó đó đi ạ. Em vẫn giữ cái ý kiến ban đầu là Sophia. Sophia. Và âm nhạc. Dâng trào ngày hôm nay em đừng quên, phải cố gắng bước qua, chẳng thể nói thứ tha. Người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vỡ nát rồi, chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần hơn. Anh đi vào số tim. Dùng một người thay để đổi. Anh yêu tôi thích buông lời trao đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay là dối. Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn rối ren. Đêm nay bật khóc đi cho điều người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên tên em để thứ tha cho bản thân vội vàng, cho trái tim em nơi này. Anh yêu vội thế cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bằng không đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói, cho bản thân vội vàng, cho trái tim em nơi này. Hãy xa vờ quên tên em để vội vàng cho trái tim em.
đời này. Như vậy là Lala Trần đoán chính xác. Sophia. Dạ, lời tiên cho phép Sophia gửi tới tất cả mọi người, các anh chị ở đây một lời chào thân thương nhất ạ. Đúng vậy, như vậy là hai bạn chưa có tập bao giờ mà một sự kết hợp ngày hôm nay rất là hay. Vỗ tay cho cái điều tuyệt vời buổi tối ngày hôm nay, quá hay. Mà tại sao có thể mà đoán được hay vậy? Chắc là hay nghe nhạc của Sophia đó hả? Dạo gần đây em là có cái tật thích cái khúc nào là em sẽ nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Cái câu đầu tiên khi mà phần 2 Sophia hát ra giật mình vì giọng dày mà trầm quá. Nhưng mà hai câu thôi, nhận ra cái liếng trong đó liền. Đặc trưng lắm, thật sự rất là đặc trưng. Tuy Nhan ơi, người ta thắng rồi đó, em thấy sao? Em vui à. Vui dữ chưa? Rồi vui dữ chưa? Lắm à. Trong cái clip mà giới thiệu về Sophia là chúng ta thấy là 23 tuổi, thổi nến và giảm cân. Anh đã gặp em mấy lần rồi mà hôm nay là rất là thon gọn luôn. Cảm ơn. Đẹp ra. Dạ, cảm ơn ạ. Mà hát thì khỏi chê rồi ha. Dạ. Cái giọng rất mạnh, hay. Mà hát rất là hay và làm chủ tất cả một cột hơi. Quá giỏi luôn. Hay. Hy vọng là hai đứa luôn ngày hôm nay hát rất hay và hy vọng sẽ có nhiều fan hâm mộ hơn nữa. Dạ, em cảm ơn mọi người, em cảm ơn anh Giang ạ. Thì thôi, bây giờ đã lỡ đến đây rồi thì bây giờ mời Sophia mình có thể hát tặng quý vị một đoạn nữa được không? Một đoạn. Yeah, vỗ tay lớn lên. Yeah, với điều kiện là tất cả mọi người ở đây và tất cả các quý khán giả coi đài vừa nghe em hát đoạn này xong là phải góp view vô cho MV của em. Vâng ạ, mọi người cùng đến với ca khúc Là Do Em Xui Thôi ạ. Chẳng ai quan tâm em đâu em ơi, nên em chớ rơi lệ. Hứa rằng em sẽ vui lên dẫu không mai đón đưa về. Buồn làm chi em ơi, mỗi muôn phiên sợ thành chuyện cũ có rồi. Nếu mà không được là do em xui thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Như vậy là Lala Trần là người thắng ở lượt này. Hồ Phiên Anh đêm vương miện ở đây trao cho Lala Trần. Trời ơi. Đó. Trao thiệt luôn ha. Trao thiệt chưa? Em không biết đeo thiệt. Thì đeo cho biết, cái gì cũng không biết hết. Cái gì cũng không biết hết trơn à. Có thể đeo sau lỗ tai được không ạ? Đeo nhưng mà cho lót vậy. Lót vô lỗ tai. Vậy là Lala Trần đã chính xác. Thì bây giờ là còn một lượt cuối nữa là thuộc về Thái Ngân. Dạ em sẵn sàng. Thưa quý vị, trước khi đến với bản song ca cùng với Thái Ngân, chúng ta cùng giải lao trong giải lạ. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Nếu lúc trước em đừng nói, bao nhiêu tôi yêu đầy mới. Tình đau buồn chỉ không muốn biết một phút thôi. Cái này không phải là auto nữa, cái này là la thiệt à. Thiệt. Cái này là la thiệt. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Là Lắm Anh Nha. Và đây là Phạm Đình, Thái Ngân. Hai màn trình diễn vừa rồi rất là hay. Nó rất là matching với nhau, rất là dễ thương. Thì cũng là một cái điều gì đó mình phải suy gẫm lại. Và cái công đức mình sống từ nãy tới giờ nó như thế nào thì sẽ được trả lại. Mình đưa đi điều gì thì sẽ nhận lại điều đó. Em sai quá. Em không sai. Em không sai, chúng ta sai. Em vẫn cái khẩu khí của em đó chính là chỉ cần là người quen, thở cái là em biết liền. Quen là quen như thế nào? Ví dụ như Sophia, gặp hát nhiều lần với nhau rồi, đi hát chung, nói chuyện, đi ăn uống rồi, cái là thở cái là mình biết. Nhép chương trình chúng tôi không có nhiệm vụ phải mời những người đã ăn uống với bạn tới hát chung với bạn. Bài hát được chọn là bài hát tên gì ạ? Dạ, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc được mang tên là Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Bài này hay. Hay nha, hay. Bài này hay. Ngay sau đây là clip về nhân vật bí ẩn cuối cùng. Rồi, ngồi làm việc trên có máy tính. Nam nha, Nam. Nghỉ. Nam hả? Viết nhạc.
viết nốt nhạc. Anh có yêu em anh không? Anh có yêu em không? Đeo cái người nổi tiếng. Người nổi tiếng. À, đứng trên thảm đỏ vẫy tay thân thiện. Anh có yêu em không? Rồi anh chán anh chia tay hả? Ủa đâu phải. Kinh doanh nha, có kinh doanh nữa. Khó vậy? Khó. Với lại hồi nãy là ở trên thảm đỏ em thấy cười hơi sượng. Cười hơi sượng hả? Đúng rồi, cười hơi sượng. Có đeo cái bảng này là cái người xác, nổi tiếng. Cái xác tên là người là nổi celebrity tiếng. Á. À, giống như là hoa hậu rồi hay đeo đó. Cười hơi sượng thì chỉ có anh Châu Đăng Khoa thôi chứ còn ai nữa. Có thể đó. Thực ra cái clip vừa rồi là chung ha, chung biết viết nhạc, có kinh doanh và là người nổi tiếng thì rất là chung, rất là nhiều người. Ví dụ như là Ngô Kí Huy nè, cũng viết nhạc nè, cũng kinh doanh nè, cũng nổi tiếng nè. Là bây giờ là viết nhạc nè, người nổi tiếng. Với lại câu nãy là gì? Kinh doanh với là anh có yêu em không? Có yêu em không? Trong cái đấy hình như nó có một cái mây với cả bầu trời. Rồi, cái chữ mà anh có yêu em không ở trong một cái đám mây giống mây như trên bầu trời vậy đó. Mây là gì ta? Mây là gì? Mây đó, là mây xanh nha. Mây là, nha. Mây à, là vân à. Xanh. Xanh là gì? Xanh là blue. Xanh là thanh. Thanh vân. Ủa kêu là nam mà. Như vậy là mình đã phân tích sai. Xin lỗi. Sophia, anh là người đoán ra em. Trong cái từng hơi thở, em hãy nói với anh một câu công bằng đi. Em cũng không biết nói gì, em nghĩ là thôi thì anh cứ tự đoán đi. Mình có thật sự giúp bạn không? Anh có đặt niềm tin đúng chỗ em bây giờ anh bảo em thở là em biết không? Thở là biết rồi đó. Thật ra ở đây cũng chả ai biết gì hết trơn. Nói như đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn cuối cùng ngày hôm nay. Trời ơi. Các bạn, tôi ngồi tới cái vòng cuối rồi là tôi hiểu cái sự auto của các bạn rồi. Chắc chắn là nam. Nào. Một chú hề. Không, cái mascot đó em thấy không liên quan, có cao không ạ? À? Bằng em. Tóc dài hay tóc ngắn? Không có đầu đinh. Ủa? Không thấy. Em chưa thấy, chắc không có tóc. Không đầu đinh. Nên em đi đầu đinh. Đừng bao giờ tin một người mang kính cận. Em nãy giờ em nói ra chân thành, em nói đầu đinh anh tin em đi. Em gây rối không à? Dù gì cũng là người cuối rồi, nãy giờ cũng hỗ trợ nhiều rồi. Chúng ta còn hơi nhân nhượng tí nha. Âm nhạc nha. Xin mời. Gió vô tình từng mùa đông qua luôn làm xe sắt trái tim mình chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa và hình như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng nhau trôi bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ lối chia đôi trong tình yêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, em thường tươi cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, em bỏ anh một mình đơn cô. Trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói đó những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời. Anh chơi một cú làm em hụt hẫng quá. Có một suy nghĩ gì không? Em có. Có ư? Em có ba cái tên trong đầu em. Wow. Em nói rồi, chỉ cần thở ra cái là em biết liền. Biết vậy hồi nãy anh nhờ ca sĩ là đừng thở khi hát. Đúng rồi. Nhưng tại mà... vì thở là biết mà. Bình tĩnh, có biết gì chưa ạ?
Trời, thôi, anh hỏi em, biết em thì có biết gì đâu. Đừng hỏi Nan nữa, đừng hỏi Nan. Đâu hỏi Nan, Nan có biết gì đâu. Xoay ghế bé nó lại luôn. Biết, thôi biết gì. Rồi, Sophia. Em có một cái tên trong đầu mà. Đợi gì, Lala. Em chưa nghĩ ra nhưng mà tên. Nghe giọng quen quá. Quen không? Quen, quen lắm. Tên gì? Nhỏ thôi, nhỏ cho mình anh thôi. Ồ, Nguyễn Hồng Thuận á. Ê, em nói nhỏ ghê luôn á, anh nghe Nguyễn Hồng Thuận luôn á. Em đang suy nghĩ tới ai mà đầu đinh, tại vì... Chắc con đầu đinh chính. Chắc là đầu đinh, con không thấy một đầu đinh thiệt, đầu đinh thiệt, đầu đinh thiệt, đầu đinh thiệt. Hồi nãy quay qua thấy rồi. Em đi. Okay. Nan có nên tin bé Chi không Nan? Ok. Cái vấn đề cái đầu đinh không liên quan tới cái tên của họ. Vì ngày hôm trước tóc vàng, ngày hôm sau vẫn đầu đinh được. Cái đó người ta gọi là undercut. Nếu vậy thì tôi sẽ thu gọn chỉ còn lại hai cái tên với cái bộ tóc đó. Rồi. Đó chính là... Tôi nói luôn ha. Nói luôn đi. Em nghĩ một là Hứa Kim Tuyền. Wow. Hai là anh Nguyễn Văn Trung. Wow. Wow. Khi mình đã ngồi ở ghế này là mình trải qua hai cái cặp trong ca, mình có kinh nghiệm hoàn toàn trật lất. Sao quá ghê. Thực ra là vậy nè, nói Nguyễn vui thì thôi chứ hả? Mình vẫn chưa mở mặt mà anh nói vui chứ cũng có biết gì đâu. Bây giờ mở mặt nhé. Trong chúng tôi anh... tha thiết mong muốn nhân vật bí ẩn số 3 ngày hôm nay mở mặt nè. Thấy chưa, đậu đinh kìa. Đinh đâu có tóc mà em ơi. Mời nhân vật bí ẩn số 3. 3, 2, 1. Mở mặt. Khoan khoan, cái này không phải là auto nữa, cái này là la thiệt nè. Thiệt. Cái này là la thiệt. À. Sao? Em trời ơi mà. Sáng không? Thì nhạc sĩ nổi tiếng mà. Tên có thể chụp. Ừ thì đó. Khoan, nhưng mà nếu như mà như vậy thì em loại ra được thêm vài cái tên nữa. Ủa vậy là em loại hết trong đầu em luôn rồi. Ủa tại sao em biết những gì anh nghĩ là sai mà loại? Anh tin em không? Tin em không? Tuổi thơ của em đó, cấp 1, cấp 2 của em đó. Cấp 1, cấp 2 của em. Vậy là anh Nguyễn Văn Trung rồi. Hãy nhớ số tuổi của tôi đi. Anh nói em nghe nè, tất cả những người đang nổi tiếng đều là tuổi thơ của em hết. Đúng không? Em trẻ mà. Đúng mình đang đùa vương miệng mà sao mình cứ chỉ thành công quá vậy? Đúng rồi, đúng rồi. À không nha, không biết. Nãy giờ lạ lắm. Nãy giờ là... Ủa mình được hỏi bệnh chưa? Mời hỏi. Được rồi, được rồi. Hello bạn. Hổn, hổn, hổn. Bạn nói tuổi thơ của em mà. Tuổi thơ của em. Ờ, chào chú. Phải gì mà nữa. Không được luôn. Chào chú là từ chối trả lời 5 câu luôn. Đó. Khó tính nha. Khó tính nha. Anh có biết đá banh không ạ? Wow, bắt đầu sàng lọc đúng rồi. Không, chỉ chê banh đũa. Vậy là có. Bài hát nổi tiếng nhất của anh là gì vậy anh? Trời ơi. Vô nghĩa. Anh không có bài nào nổi tiếng nhất, nó nổi tiếng đều. Body anh có 6 múi không ạ? Từ chối trả lời. Vậy là lòi ra rồi. Biết ai chưa? Biết rồi. Với cái độ xéo sắc này thì... Có cần khiên không? Anh là ai vậy ạ? Là một người vừa mới gần đây có hợp tác với Ngân đó. Wow! Đó, đây, đó, nó xảy ra hai trường rồi. Hợp. Thưa quý vị thân mến, có hai vấn đề xảy ra. Nếu Ngân nhớ thì là Ngân là một người ok quá. Là làm với đồng nghiệp là nhớ, trân trọng cái tình cảm. Còn nếu như Ngân là người không nhớ thì chẳng khác nào những người hỗ trợ mình nó chỉ là phù du thôi. Mà trong showbiz này sống mà không có tình nghĩa như thế thì làm sao mà hả? Sao anh nói gì biết nói sao. Người ta nói là mới gần đây hợp tác với em. Mới gần đây hả? Gần đây? Ủa sao mà gần đây được? Thật ra Trường Giang mà hợp tác với ai là luôn nhớ, bởi vì đó là người góp công cho cái sản phẩm của mình mà đưa mình đi thêm những con đường nghệ thuật của mình mà. Mình phải trân trọng và tri ân chứ. Hay quá nha ơi. Nãy mình hát quá, mình hát cái giọng nó lạ quá. Đừng nó không nhận ra đâu. Bây giờ cho Nhân cái hint nữa.
đừng có đọc đáp cho ai không. Không lẽ là đâu, nếu vậy là anh Phạm Khánh Hưng hả? Là anh Phạm Khánh Hưng hả? Thử thử nỉ. Phải vậy chứ. Không phải, tại vì anh đang đi Úc mà. Đúng rồi, đang đi Úc. Lên Facebook ảnh còn thấy anh post cái hình khoe cái bắp tay bự chà bá vậy nè. Đúng rồi. Điều gì cũng có thể xảy ra hả? Em hỏi thêm cái nữa. Anh coi phim Mắt Biết chưa anh? Ủa cái đó dễ mà, ai trả lời cũng được. Không, em phải có một... Anh mê phim đó, phim nào anh cũng coi rồi. Là anh thấy em đóng trong phim đó hay không? Hay. Đó, biết ai rồi. Ủa vậy là biết luôn. Biết. Hay quá vậy. Cái tên anh Phạm Khánh Hưng. Vì sao lại nghĩ là đây là Phạm Khánh Hưng? Ảnh tưởng em là người đóng phim Mắt Biết. Đúng rồi. Thực ra em chỉ hát với lòng tiếng thôi. Ai cũng biết điều đó. Đúng, chỉ có mình ảnh là duy nhất em được biết một cái tin động trời là ảnh tưởng là em là người đóng trong phim đó luôn. Nhưng mà sau đó là anh đã biết anh sai rồi. Hả? Sau đó là anh đã biết anh sai rồi. Em hiểu ha? Em hiểu vấn đề không? Thì bây giờ nếu anh xuất hiện ở đây thì anh cũng sẽ trả lời cho em nghĩ rằng là ảnh là người không biết thiệt đến thời điểm này. Thiếu một bước rồi đó. Nãy giờ là thấy anh hỏi nhiều lắm rồi đó. Không, em nghĩ là với cái dự kiện em hỏi cái vụ phim với lại em rap cho ai. Em rap cho ai thì ban tổ chức đều biết hết. Tì là anh Phạm Khánh Hưng. Chắc chưa? Em. Không lẽ anh bay từ Úc về lẹ vậy ta? Ở đâu ra mà bay về ông ơi. Đang ở Melbourne. Ngày mai anh sẽ bay qua Adelaide để anh hát tiếp. Ngày mốt anh sẽ bay qua Sydney. Rồi ngày kia anh về Bạc Liêu anh hát. Khoan. Em nhớ lại cái dự kiện đầu đinh. Đúng. Em chắc chắn đó là anh Phạm Khánh Hưng. Em chắc chắn đó là anh Phạm Khánh Hưng. Rồi đừng chắc chắn nữa. Âm nhạc. Cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tình yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Kiều Ngân cuối cùng cũng nhận ra. Khi mà cho quá trời hin luôn rồi mới nhận ra. Không phải. Tại vì vậy đó. Là Phạm Đình Thái Ngân sau 3 giờ đồng hồ với sự hỗ trợ nhiệt tình từ ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng thì mới vô tình nhận ra anh ấy. Không phải. Tại vì á, em cái khoảng thời điểm đó là anh Hưng anh mới vừa đi Úc và anh đang em mới thấy anh vừa up poster. Cái vấn đề ở đây là anh đi Úc hay là anh đi Thái, đi Lào giờ là chuyện của anh. Mình nghe một cái người đã cộng tác với mình mà mình nhận không ra. Điều đó chứng tỏ điều gì? Mình không quan tâm tới giọng hát của... Anh không, đoán được không, rồi anh. Đều đính chính em là đoán được rồi. Quản lý kêu là làm sao cho Ngân được nhận ra. Cho nên là ở nhà tập đúng 3 ngày liên tục. Và thì hát không nhận ra thì đúng không? Chơi cua không, đúng rồi, đúng là em không sợ. Nhận ra anh hát cái giọng đó là em với cái dữ liệu mà anh đi Úc nè, xong anh hát cái kiểu mà cái vế đầu á là em lại nghĩ trong đầu là chắc chỉ có anh Trung mới hát. Hay quá, vậy là vẫn sai nha. Hưng nhái giọng Tuấn Hưng.
Trời ơi, anh nhái giọng Tuấn Hưng dữ luôn vậy đó. Vậy tại sao nè, những người này đâu có làm việc với làm Phạm Quý Hưng đâu mà hát lần đầu tiên xong ở đây biết hết. Đúng rồi, đúng không? Em đã nói là đầu tinh, anh thấy chưa? Không có lại đinh dữ lên chỗ nào. Hả chị ơi? Tôi nói thiệt nha, hồi nãy mà Phạm Quý Hưng không nói là có từng đọc rap cho ai chưa. Đúng rồi, không bao giờ. Cho tới quên sáng luôn mai khi ông mặt trời thức giấc cũng đoán không ra. Anh giả giọng hay quá hả? Vậy là nghe người ta mà. Tại vì cái giọng đặc trưng của ảnh là nó quá xịn rồi. Anh hát ra một cái là em biết liền. Cho nên là khi mà ảnh giả lại anh luôn á. Thôi thì đúng rồi, nếu mà hát câu đầu tiên thì nó hết vui rồi. Thôi thì thôi kệ, vương miệng cho bé nó đi nha. Anh nhớ là anh nhờ em đó nha. Hồi nãy em nói là không có chuyện gì không thể xảy ra. Anh mới thay đổi suy nghĩ anh lại. Lẽ ra như tôi mà gặp tiền bối mà tôi nhận không ra là tôi sẽ đứng, tôi cúi đầu. Đúng rồi. Chính đồ và tôi nói xin lỗi vì đã không nhận ra. Em khóc luôn á, em khóc luôn á, nếu như em khóc luôn. Em đứng em mày khóc đứng luôn ra, đối diện 90 độ xin lỗi vì đã không nhận ra giọng anh. 2, 3. Em xin lỗi anh Phạm Khánh Hưng vì đã không nhận ra anh. Đó, đó. Chấp nhận. Mời tên, à. Tên, 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 tên. Có nhạc không em? Nữa. Thôi, thường mấy người sai đừng nói chuyện. Để lên đầu đi, để lên đầu đi. Vương em miệng. Em cảm thấy gọi là bế tắc trong lòng quá. Tại bế sao tắc? Là em không nhận ra ta? Cái chuyện đó bình thường, mình không nghĩ tới ai thì mình không nhận ra họ vậy thôi. Không phải. Không phải. Đau lòng. Bây giờ vậy nè, em đã nhận được Vương miệng rồi. Đó là cái luật chơi rồi. Thì chúng ta sẽ nhớ lại clip của ca sĩ Phạm Khánh Hưng. Đúng chưa? Là người viết nhạc, sáng tác nhạc, rồi ngồi làm CEO đó, rồi sau đó là đầu tiên là có bài vì sao. Vì sao, ai biết bài vì sao? Ủa sao nãy ban cố vấn không đọc chữ vì sao? Em họ tưởng đó là em tưởng đó là cái gì đó chơi người đó. Hay nói với anh vì sao thế. Ủa, vậy nói còn... với anh vì sao lòng Hưng Duy ngừng quay cái bài đó luôn cho nên là không có cần phải hát. Em khóc rồi, em nói rồi, em là đứng em khóc rồi nãy giờ đó. Không những quay một bản mà còn quay hai bản. Quay hai version. Gặp em thì bỏ về luôn, nghỉ dừng. Hát luôn chứ xấu hổ quá. Dừng hoạt động nghệ thuật. Nói chơi, nói chơi vậy thôi mọi người ạ. À, anh Hưng người lớn, anh sẽ tha thứ. Khán giả thì không. Không sao, không sao. À, anh Hưng thân mến, là ca sĩ Phạm Khánh Hưng là một người rất là giỏi về sáng tác và hát. Thì sự trở lại lần này là chắc chắn sẽ mang lại nhiều cái bài hát hay, hit. Và chắc chắn sẽ được sự ủng hộ rất nhiều từ quý vị. Mong quý vị hãy ủng hộ cho ca sĩ Phạm Khánh Hưng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trao giải ngay bây giờ. Xin mời. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Thưa quý vị thân mến, đây là phần cuối của chương trình Là Lâm A Nha. Những nghệ sĩ của chúng tôi sẽ có mỗi người một phong bì. Có thể là 1 triệu đồng, có thể là 10 triệu đồng, hoặc có thể là một phần quà dễ thương từ chương trình. Họ sẽ xem, sau đó biết mình có trong tay phần quà như thế nào và sẽ trình bày ý kiến để ở dưới không biết họ đang giữ phần quà gì. Cũng được hai người chọn, một người cũng được. Thì phần quà đó sẽ được chia đều cho những người đã chọn và kể cả nhân vật bí ẩn của chúng tôi. Đây, ngẫu nhiên xin mời. À, em nhường cho anh. Đâu lên đi. Để anh trước đi. Để anh trước đi rồi tới em nhỏ. Rồi, Phương và Di mở đầu tiên đi con. Không. Bên đây có được thấy không? Không được thấy. Trời đất ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao vậy? Con hết hồn. Thôi em biết hai cái rồi, khỏi chết bên này. Đúng, đúng rồi. Chính xác luôn. Rồi, Fubuchi, hãy trình bày đầu tiên tâm tư tình cảm. Họ có nên chọn con hay không? Cái bao thư này nặng đó. Nặng đó thì mình chia với nhau nó đều hơn. Chứ mà chọn những bao khác là nó sẽ ít, chia ít. Bé nó nói giả giả hình sao. Sao em nói gì? Đây là cái bao này là hơi bị nặng lắm nha. Nặng tình cảm lắm đó. Cho nên là mình chia với nhau thì sẽ ok hơn. Ok, ok. Sophia, em không có gì hết á. Giả hơn nữa. Câu này giả hơn mà chi. Em không có gì hết á. Anh Hưng thật thà nhất này. Hả? Vâng, tới đó thôi. Em tin anh. Em chỉ có giỏi việc hát thôi chứ ơi. Còn mấy cái việc này thì... Ở trong đây là tiền. Ok. Mình có thể chia nhau được. Hãy chọn. À.
có vương miện là được quyền ưu tiên hàng đầu. Mình sẽ được quyền ưu tiên, có nghĩa là được chọn duy nhất. Không cần biết ai chọn ai, tôi muốn chọn người đó thì những người chọn chung với tôi dăng ra để chỗ khác mà chọn. Với là cái... anh mà chọn mà số tiền nhiều là anh được chia nhiều, là và không bây... ai chia với anh nữa hết. Bây giờ là hãy chọn vị trí mình nghĩ là có 10 triệu đồng. Em nghĩ là bạn Sophia. Sophia. Rồi. Hồ Finan, hãy chọn vị trí mà mình nghĩ là có 10 triệu đồng. Em được chọn nhì luôn hả? Chọn chỗ nào cũng được, chọn chung cũng được. Đây nè. Đây nè. Chọn đi, tới khi Ngân đậy chọn là mình bị văng đi. Đậy tin em đi. Đây nè, 10 triệu nè. Em nói rồi. Chọn Phạm Khánh Hưng. Đây, bây giờ là lượt cuối cùng là của Tái Ngân. Chọn ai cũng được. Nếu Ngân chọn cái vị trí mà đã có người chọn rồi thì người đó lập tức đi chỗ khác và sẽ chọn ở vị trí khác. Ngân hãy chọn vị trí. Anh xin lỗi Chi nhưng mà... Ủa gì vậy? Em không tin anh, chả ai tin em. Tại vì anh nghĩ là em không có gì trong đầu. Anh nghĩ không có câu thiệt quá. Câu nói quay lòng con nặng quá. Thầy nói với anh vì sao thế? Sophia thì chắc là... có 1 triệu. Còn anh Phạm Khánh Hưng có 10 triệu. Sau cái vòng đau đớn hồi nãy thì em trước khi mà chọn á, em quyết định là dù sống chết cỡ nào cũng sẽ phải chọn anh Phạm Khánh Hưng. Thì bây giờ có quyền chọn mà. Chọn đi. Còn anh Phạm Khánh Hưng. Phạm Khánh Hưng được Phạm Đình Thế Ngân chọn. Như vậy là Nan bắt buộc phải chọn một vị trí khác. Ôi tốt quá à, tốt quá trời, tốt luôn à. Nè, nên nhớ là mình chọn ở vị trí có tiền thì mình được chia tiền. Chọn vị trí có cái thùng này đôi khi là hình phạt thì mình bị phạt chung. Ủa? Em vẫn chọn chi? Phương mà chi? Phương mà chi? Em vẫn chọn là hồi nào? Mới đây. Hồi nào? mới đây là có quyết định rồi. Phương mà chi? Sau tất cả thì La Trần chọn Sophia, Thái Ngân chọn Phạm Khánh Hưng. Tính ra chọn thành kết cặp như lúc đầu luôn hết luôn mà. Mọi người ép tôi chứ. Ủa, anh có quyền ép. Chọn chị Sophia. Không có, anh nói vậy thôi chứ em chọn em. Anh có quyền mà. Anh mớt nói. Thấy có vẻ em không muốn. Anh nói gì cũng sai hết chứ. Tức là Nan chọn một sự thứ hai. Trời có rồi, hơi đau. Không có sự đau không chọn. Nặng nữa rồi. Nặng lòng nữa rồi. Đau không? Đau chọn đó. Tại vì không ai chọn bé nên phải chọn. Sợ bé bơ vơ lạc lòng với dòng đời. Chứ không phải là muốn chọn đâu. Từ chối người ta, nói người ta không có gì, không có gì. Là Lâm ở nhà. Như vậy là Phương Mỹ Chi mang về 5 triệu đồng, Hồ Vinan mang về 5 triệu đồng. Đây là sự lựa chọn của La Trần. Trời ơi. Wow. Ơi. Wow. Công cụ hỗ trợ chạy xô. Anh thấy chưa anh Nan? Anh thấy bạn? Rồi, anh sai rồi. Đây chính là mạng sống. Trời ơi. Dễ thương quá rồi. Là Lâm A Dương và Phạm Khánh Hưng cùng Thái Ngân, mỗi người mang về 500.000 đồng. Xin mời. Thưa quý vị, nói chung là ngày hôm nay cảm ơn tất cả những vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình là Lãm Anh Nha do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Mời quý vị theo dõi và giới thiệu cho nhiều người cùng theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Con thấy
cái dữ liệu đấy nó không ok cho lắm. Tại sao không ok? Hầu như con thấy nghệ sĩ ai cũng sợ vợ. Nghệ sĩ ai cũng sợ vợ. Ok à, ok à. Trời, vợ mình cả xóm, cả xóm, cả xóm sợ mắng mới, mình không sợ.